Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sevilla và câu lạc bộ PSV Eindhoven. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng ở đấu trường UEFA Champions League của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ 45 rạng sáng ngày 30 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Sevilla và câu lạc bộ PSV Eindhoven sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng. Mức kèo cũng có thể tăng 0,25 và tăng lên nữa là 0,5. Đó là mức kèo phụ do Sevilla sẽ chấp PSV Eindhoven, và cũng có cái mức kèo phụ khác là PSV Eindhoven sẽ chấp ngược lại Sevilla với mức kèo là 0,25. Tuy nhiên thì bàn thắng của PSV nó sẽ cao hơn một chút. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. Trong quá khứ thì Sevilla và PSV Eindhoven mới chỉ có 3 lần gặp nhau. 3 lần gặp nhau đó thì mỗi đội đều giành một chiến thắng, còn lại một trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Sevilla thì Sevilla thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của PSV Eindhoven thì PSV thắng 4 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào PSV Eindhoven mức kèo đồng, hoặc là bạn nào an toàn hơn thì cũng có thể là lựa mức kèo phụ là PSV Eindhoven được chấp 0,25 nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Sevilla thì mình thấy là PSV Eindhoven họ cũng không thua kém gì đội chủ nhà đâu. Thứ hai nó thì chọn mức kèo đồng hay lựa kèo phụ được chấp đi. Nếu như mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa nào đó thì chúng ta chọn PSV Eindhoven, chúng ta cũng chỉ từ què kèo đến thắng được nửa kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội á, thì mặc dù là cái thành tích đối đầu nó đang cân bằng, nhưng mà phong độ thời gian vừa qua thi đấu của PSV Eindhoven á thì nó còn đang tốt hơn Sevilla rất là nhiều. Liên tiếp những lượt trận gần đây thì mình thấy là PSV Eindhoven họ đã sân khách cũng rất là tốt, và ở lượt trận này gặp Sevilla đang mất phong độ như thế này thì biết đâu đây sẽ là cái cơ hội để cho PSV Eindhoven với lực lượng đầy đủ ở trận này sẽ có thêm một chiến thắng nữa trước Sevilla để nuôi hy vọng đi tiếp thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn PSV Eindhoven mức kèo đồng hoặc kèo phụ được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì thường mình thấy nó cũng không có được nhiều bàn thắng. Với lại là hàng phòng ngự của hai đội thời gian gần nhất đang chơi cũng khá là ổn, ít để thủng lưới. Mình nghĩ cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy tải nhạc, ít bàn thắng được ghi một lần nữa. Dự đoán sẽ là 1-0 nghiêng về cho PSV, hoặc là nhiều lắm là 2-0. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2,25 hoặc là 2,5 nha. Nếu như mà các bạn không tin tưởng vào đội khách thì các bạn ưu tiên chọn kèo xỉu không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với phong độ đang ổn định hơn đội chủ nhà và thực lực nó cũng không thua kém gì thì có thể là PSV Eindhoven họ sẽ tận dụng được cái cơ hội đội chủ nhà đã mất phong độ thời gian đây để có một bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn PSV mức kèo đồng nha và đã tài dưới 1. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn PSV Eindhoven và đã xỉu. Ở hiệp 1 chọn PSV Eindhoven và đã tài dưới 1. Chúc anh em may mắn.